sáng lên đi, tại vì cái này chúng ta cần cái đèn sáng lên trong này. Không cần sáng lắm, không cần sáng lắm. Nhưng mà cần sáng sáng chúng ta mới thấy được tài nghệ biểu diễn của mấy cô đó. À, đó, được rồi. Dạ, xin quý vị giới thiệu cùng quý vị nhóm Line Dancing Christmas. Line dancing là cái gì ạ? Line dancing thưa quý vị là tập là nhảy theo nhịp điệu, đứng xếp hàng rồi nhảy. Nó có cái mục đích cũng giống như là vừa thể thao, vừa giải trí và vừa có cái tính cách thân mật với nhau. Thành ra cái này không phải chỉ dành cho các cô không nhé. Quý vị phái nam cũng có thể tới tham dự. Và lúc này sẽ trình diễn ba bản nhạc. Ba bản nhạc đó tên gì quên rồi không? D.I.S.C.O, Ti Amo Roma. And I will survive, I hope so. Okay, xin giới thiệu nhóm Line Dancing Freshman. She is as superstition.
giới thiệu cùng quý vị từng từng người một. Bên đây là cô Tuyết Vân, hồi nãy đã có trình bày rồi, ca sĩ Tuyết Vân. Ở giữa là Tô Huệ. Sao cái bạn hồi nãy giờ em run, nói tới bả là em run rồi. Ở phía bên trái là chị Nga. Sao chị Nga là cô Phượng. Kế bên cô Phượng là cô Nhật Thanh. Và sau cùng nhưng mà nó là chị Kim Tuyết. Xin cảm ơn các chị và đã cống hiến một chương trình phụ diễn rất là đặc sắc.